mới chưa xài các bạn. Inox. Nhãn này nhãn của Nhật nhé, Made in Japan, Singapore Airlines. Mũ tròn tròn. Đĩa. Dao. Mũ. Đồ có dễ luôn, đã thiệt. Wow. Cũng cái hãng đó các bạn, là Singapore Airlines các bạn thấy không? Các bạn thích Singapore Airlines. Cái nhãn này là Singapore Airlines nha. Cũng mấy cái khay mình bán các bạn. Đã thiệt. Ồ, cổ dụng hộp. Đĩa các bạn. Đồ này gì? Mấy cục gì các bạn? Singapore Airlines nè. Cục làm gì ta?